Rồi, xin chào toàn thể anh em một buổi sáng. Lại tiếp tục với sản phẩm đã làm cho bác khách đặt hàng. Đây là đầu V5 Pro lên full. Theo bác khách đặt muốn tích hợp hai loa hai bên, hai loa tuyển chọn để thỉnh thoảng bác ấy làm vào phòng ngủ để nghe như một cái đài. Còn lúc bác ấy muốn nghe ra loa to thì vẫn phải đảm bảo được. Tức là phía đằng sau vẫn tích hợp cho bà ấy 8 cầu loa tương đương với hai đôi loa để cho bà ấy ra 4 loa luôn đấy, ra phía sau đấy. Còn đây hai bà khách đặt làm luôn một lần rất đẹp. Đây là đầu dòng đầu V5 Pro, dòng đầu cao cấp nhất hiện nay, full mọi tính năng từ giải mã công suất cho đến thẻ nhớ USB, Bluetooth, điện thoại, máy tính, TV cắm vào, tất cả tích hợp audio in out, out ra âm ly ngoài, out ra sắp ra tai nghe đầy đủ hết. Đây, ngoài việc chơi hai loa hai bên này thì phía đằng sau vẫn làm một cầu loa, hai cầu loa, ba cầu loa, bốn cầu loa, anten, quạt gió, out âm ly, out sắp, out tai nghe đầy đủ. Đấy, bây giờ em mở thử công tắc bật nguồn, mở thử cho bà cái đấy nha. Đây, tiếp tục này, bây giờ mở lên này, radio bấm phát là sớt luôn này, bật rất nét. Rất nhiều kênh cho nên em sớt tạm mấy kênh thôi. Còn bây giờ thử chức năng, ví dụ như bây giờ mình nghe là đối với dòng V5 Pro là dòng cao cấp mà, cho nên là nó hoàn toàn tự động, cứ cắm cái gì vào thì nó hiểu là nó sẽ đọc luôn cái chức năng đấy. Đấy, là tích hợp cái dòng loa cao cấp là cái dòng loa đồng trục gồm có bát và chép nằm trên một trục luôn, vừa gọn gàng mà vừa chất âm nó đầy đủ. Đấy, tiếng rất là lách tách luôn. Còn ngoài ra thì đối với V5 Pro thì mọi chức năng nó đều được nằm ở đây, trong phần setup này. Đây, ví dụ như bát chép chung nó nằm đầy đủ ở đây hết. Ba giải hiện giờ đang để mặc định 000. Cuộc đời kinh phiên quanh năm với bưng biên thì ngọt liễu mong manh. Đây, làm sao bước sông. Giờ em test luôn con thứ hai để giao cho bác. Em cắm điện nha, cắm điện cho bác này, cắm nữa, bật công tắc con thứ hai. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biết anh đang trộm đi. Rồi tắt con dưới nha, bật con trên. Đấy, giai điệu chỉ biết là mình hút và cảm thấy là thích làm mình hút. Đấy, ai ở bên cạnh với ai khó chịu hay không đấy là việc của người ta, nhắc lại như rồi nó cũng coi như người ta biết đấy thôi, thì mình tự đứng dậy mà đi. Cái chuyện đấy thì chắc là cố hữu thì nó là bình thường mà. Nên là rất là ok. Rồi, cảm ơn anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở một clip sau. Rất đầy đủ luôn anh em này, e căng này, các kiểu này. Anh em có nhu cầu xin liên hệ Zalo, Facebook 0988 434 435.